right now, each person and get a place for you. If you don't want the people to see you pray in tongues, get a private place. If you are shy, maybe a little down, okay, no. So if you are shy, the people around you will, you know, prevent you from activating your gift. Nếu mà mắc cỡ mà không muốn người ta thấy á, mà không muốn người không có làm cho mình bị ngăn trở á, you can, thì cứ tìm chỗ nào cũng được. Yeah, you can find a private place. Chỗ nào mà không ai thấy cũng được. But make sure you open your mouth out loud. Nhưng mà tuyệt đối phải mở miệng ra thiệt bự nha. Make sure open your mouth out loud. Do not speak your mother's tongue. Đừng nói ngôn ngữ tiếng của mẹ mình. Or any language. Hay là những ngôn ngữ tiếng Anh hay tiếng của loài người. And I encourage everybody who already speak in tongues. Tôi khích lệ tất cả những ai đó đã được nói tiếng mới. Pray out loud. Hãy cầu nguyện thật là lớn. So we can encourage everybody. Để chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau. Let's open your mouth and pray right now. Mở miệng ra và cầu nguyện ngôn ngữ tiếng. Open your mouth and pray right now. You can do both tongues and native. Cầu nguyện tung tiếng mới hoặc là ngôn ngữ bình thường. Yeah, it's okay. So, but mainly. You got to open your mouth and release your tongue. Chủ yếu là mở miệng ra để Chúa đặt lời vào trong cái miệng để cầu nguyện. The gift is already given. Bởi vì ngôn ngữ tiếng mới đã được tặng cho. Yeah, the benefits are numerous. Và thật sự là quá là nhiều lợi ích luôn. So activate. Hãy bắt đầu mở miệng ra hành động. Yeah, to receive the benefit. Để nhận được cái ích lợi của tiếng mới. If we don't activate the faith, nếu chúng ta không có chịu mở miệng và nói tiếng mới, we cannot experience. Thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm the được benefits of the tongue. Những cái điều mà ích lợi mà chúng ta. Sakata rasaka boroshakata sikitita rasaka boroshakata sakata boroshakata rasaka. Everybody, everybody, everybody. Saka boroshakata sikitita rasaka. Osaka ta 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 ra shaka boro shaka ta sikite. Osaka ta ra shaka boro. Eseka ta ra shaka. Louder, louder. Shaka boro shaka ta ta si. Eseka ta ta ta. What? Never speak in tongue before. Now is your time. Is your opportunity to release your tongue right now. Shaka boro shaka ta 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 ta. Esekatara shakatara 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 sikitetara shakaboro shakot. Esekatara shakara shakata sikiti esekaboro shakata. Hallelujah, hallelujah, thank you Lord. Shakaboro shakot. Esekatara shakatara shakata. Open your mouth and pray, speak in tongue, pray in tongue. Right now, shakaboro shakatara. Don't be shy, don't be shy. Don't be afraid, don't listen to the devil. Okay, don't listen to the lie. Cứ mở miệng ra nói. Don't listen miệng, to the lie. Để Chúa đặt lời vào lời. Open, open your mouth. Đừng có nhìn quanh, đừng có nhìn trái nhìn phải. Cứ mở miệng, Chúa sẽ đặt lời. Shokoto shokata para shokata siki. Eseketara shakaboro shokoto siki dia shakapo. Sekatara shakaboro shokoto dorora sakata. Eseketara shakaboro shokoto. Seketara shakatara shakapo. We had to fight the devil. We had to cast out a lie in our life in order to test the goodness of the Lord. We had to test the goodness of the Lord. Chúng ta đừng để những sự lừa dối đến từ ma quỷ. Chúng ta nói tiếng ngôn ngữ mới để kinh nghiệm với Chúa. In the name of Jesus, I bind all the kingdom of darkness agents in this room from top to toe, and we command you to be silent. No interference right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Fire from heaven, Lord. Touch them. Fire from heaven, Lord. Touch on them and let your fire sanctify their thought and sanctify their mind and sanctify their heart, so they can release whatever power, whatever gift, whatever anointing that you have given to your people, so your people can walk in victory day by day, from one glory to another, from one success to another. We will go up but not go down. Sakaboro shoko. Sakatara sakata sikiti tetara sakaboro shoko totara. Esekata. Open your mouth, open your mouth. Speak, speak and pray louder. Pray louder. Speak the mystery to God. Speak the mystery to God in your spirit. In your spirit.
whatever God put in your heart, just release it to your tongue. Osakata tarashaka koroshokoto. Esekete rashakata tarashakata saka koroshokoto toro. Sakata sikite taras. And do it louder, louder. So make sure you will overcome the fear. If you do a small in your mouth, in your head, it's really difficult to overcome your fear. But when you do it louder, when you pray out loud, you don't care about who's around you, who can listen to you or not. Then that is why you, how you release your faith and you receive your gift and you activate your power. Okay, saka boroshoko, boroshaka taras, saka taras. Esekete rasaka boroshoko boroshoko to sikiti. Esaka boroshaka borosikita arasaka. Vosaka tarasaka ti sikiti a boroshoko. Esekete rasaka boro. Sikiti tarasaka boroshaka ta sikiti tarasaka boroshoko. Esekete rasaka boroshaka ta sikiti.